Xin chào anh em, chào anh em quay lại với kênh Xe Giờ các em ạ. Lời đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe Kia Sunoto bản số tự động bản Luxury, nó bản cao cấp nhất của dòng xe Kia Sunoto đi ạ. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe này, tổng lăn bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Kia Sunoto bản Luxury số tự động này có gì không. Em xin phép giới thiệu cho em một cách chi tiết cụ thể để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì em hãy comment phía dưới cho em nhé, để em sẽ lên cho em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn em mà chưa đăng ký kênh em thì mới đăng ký kênh em nhé. Bởi vì kênh Xe Giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em xin phép được đi vào vấn đề chính luôn cho em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe, với giá miếc của nó đang là 469 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại, đặc biệt trong tháng 8 này cũng như là tháng 7 âm lịch này, thì chiếc xe Kia Sunoto bản Luxury này lăn bánh rồi đang là 541 triệu ạ. Trả góp thì đang là 178 triệu. Còn ở tỉnh thì đang là 513 triệu, trả góp thì đang là 150 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì là 531 triệu, trả góp thì đang là 168 triệu anh em nhá. Còn em muốn được giá tốt hơn hay là khuyến mại như nào, tặng phụ kiện ra sao, chi tiết lăn bánh nào thì gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn anh em giá lúc đấy sẽ là tốt nhất trường nhận về ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể nhá. Kích thước tổng thể nó dài đang là 4m3, còn rộng thì đang là 1m7, còn cao là 1m460 ạ. Còn chiều dài cơ sở nó đang là dài 2m570. Chiều dài cơ sở nó rất là dài này, tạo ra khoang không gian nội thất thì rất là rộng rãi đấy ạ. Còn khoảng sáng gầm xe là 15cm nhá, rất là cao đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng. Mặt lưới ca lăng của nó thì vẫn sử dụng ngôn ngữ của Kia, đó chính là mặt lưới ca lăng, thiết kế nhìn rất hiện đại và sang trọng ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn này. Cụm đèn phía trước của nó sẽ là sử dụng cụm đèn đèn halogen nhá, cả đèn cốt đến đèn pha đấy ạ. Thiết kế thì em đánh giá nó khá là cơ bản thôi, không có gì quá nổi bật cả. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần phía dưới đèn đèn gầm dưới này, đây đèn cũng đèn halogen dạng projector nhá, đây, đó. Thiết kế nhìn rất hài hòa. Và về phần đầu xe ấy, thì tổng quan em đánh giá rất là thiết kế thì của nó thì rất hài hòa và rất là đẹp đấy. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này, phần sườn xe của chiếc xe Sunoto này thì được dập lỗ rất là nhiều, tạo chiếc xe thì rất là cứng cáp chắc chắn và giúp cho chiếc xe nhìn rất hiện đại. Còn đây tiếp theo nữa, rồi giới thiệu cho anh em về phần bánh xe của nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm nhá. Vành của nó sẽ là vành 14 inch ạ, vành 14 inch như nhá, nó không phải vành 15 inch đâu ạ. Cái vành và cái la răng của nó là màu bạc trắng á. Phanh trước sẽ là phanh sẽ là phanh đĩa nhá. Đấy. Còn theo em thì cái la răng của loài thì thiết kế của nó thì cũng khá là cơ bản thôi, nó không có gì nó quá nổi bật và không có gì nó quá là sang trọng cả. Còn em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của nó thì sẽ là gương chiếu hậu cùng màu thân xe. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương. Xi nhan trên gương nhá. Tích hợp nữa sẽ là có chỉnh điện và cặp điện đấy ạ. Còn đây chính là phần là tay nắm cửa này. Tay nắm cửa nó sẽ là tay nắm cửa mạ chrome cho cả bốn cánh cửa nhá. Cho cả bốn cánh cửa đấy ạ. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe của nó sẽ là trần phẳng, sẽ không có cửa sổ trời. Anten của nó là vẫn anten dạng cột nhá, không phải là anten vây cá. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của nó thì được có cánh đưa hướng gió nhìn rất là thể thao. Và phần đuôi xe cũng được dập lỗ rất là nhiều cho chiếc xe nhìn rất là cứng cáp chắc chắn ạ. Về giới thiệu cho anh em nữa đó chính là phần cụm đèn này. Cụm đèn sau của nó thì là đèn halogen nhé. Đèn halogen chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe, giúp cho chiếc xe nhìn nó rất mượt mà rất là nhiều. Các tính năng an toàn về phần đuôi xe nó sẽ có như sau. Nó sẽ có cảm biến lùi này, 1 mắt, 2 mắt và 3 mắt. Cảm biến lùi 3 mắt nhé. Và có cam lùi nữa, cam lùi để phía dưới này đấy ạ, đây cam lùi này. Rồi em sẽ mở cốp cho anh em xem nhé. Cốp nó sẽ là nút bấm này. Đó. Đây, còn đây là phần cốp xe này. Cốp xe của chiếc xe Kia Sunoto này thì cốp của nó rất là rộng nhé, cốp nó rất rộng đấy ạ. Đây, rồi em sẽ mở cho anh em xem phần lốp sô cua này. Lốp sô cua, đây là lốp sô cua của chiếc xe Kia Sunoto. Ở giữa sẽ là bộ đồ tháo lốp và kích lốp nhé. Ok, em tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần thông số về mức tiêu hao nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó ở trong đô thị đang là 7 lít 47 ạ.
Ngoài đô thị đang là 5 lít 32 và kết hợp trung bình đó đang là 6 lít 11. Khá là tiết kiệm nhiên liệu cho một chiếc xe với 1.4 đi ạ. Ok, giờ em sâu bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về bên trong nội thất này. Nội thất của chiếc xe Kia Soluto bản Luxury này thì nội thất của nó sẽ là nội thất màu be và màu đen, tạo ra không gian bên trong nhìn rất là sang trọng và nhìn rất là hiện đại ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần ghế nhé. Ghế của nó sẽ là ghế được bọc da, sờ chất liệu rất là mềm mại ạ. Ngồi rất ôm ghế nhé, ghế được chỉnh cơ đi ạ, chỉnh cơ sau hướng ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần vô lăng. Vô lăng của sẽ là vô lăng ba chấu nhé. Vô lăng ba chấu được bọc da, sờ chất liệu rất là mềm mại. Tích hợp trên đấy sẽ là có đàm thoại dành tay này, điều chỉnh âm lượng này. Và bên này sẽ là có cruise control nhé. Cruise control nó chính là phần ga tự động đấy ạ. Đó. Còn đây em sẽ giới thiệu cho anh em về bên điều chỉnh bên phía bên này đấy ạ. Bên này sẽ là có điều chỉnh mặt gương này, bốn hướng này, cụp gương này. Đó. Ok, giờ em đi sâu vào bên trong để giới thiệu cho anh em nữa. Em giới thiệu cho anh em nhé. Bên trong này đó chính là có chìa khóa thông minh một chạm smart key nhé. Giờ em spawn lên cho anh em xem. Đây. Đây anh em xem nhá. Đó. Bản đồ tắp lô của chiếc xe này thì em đánh giá thì nó cũng cơ bản thôi, nó không có gì nó quá nổi bật cả, nó cũng đơn giản thôi nhá. Nó đây là vòng tua động cơ này. Đấy. Còn bên này là công tơ mét nhá. Còn đây là các cái kề đặt hiển thị cho anh em về hình ảnh âm thanh cái gì đó. Đấy mình sẽ cài đặt trong đây nhá. Cần đây là còn đây giới thiệu nữa cho anh em là cần về điều chỉnh ánh sáng, nó không có chế độ auto đâu ạ. Nó cơ bản thôi ạ, không có chế độ auto đâu ạ. Còn gạt mưa cũng như vậy nhá, nó không có chế độ auto là tự động gạt mưa ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần màn hình giải trí này. Màn hình giải trí của chiếc xe này sẽ là màn hình cảm ứng 6 inch, có kết nối AUX, USB, có cả định vị cho anh em nhá. Đấy. Đấy. Nó sẽ là cảm ứng này. Đấy. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này, đó chính là hệ thống điều hòa. Điều hòa của nó sẽ là điều hòa cơ chỉnh tay nhá. Điều hòa cơ chỉnh tay, đây là điều chỉnh về hướng gió này, tốc độ gió này và nhiệt độ này. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần phía dưới nữa, đó chính là có như sau. Đó là cổng AUX là thiết bị ngoại vi này, USB này, và đây là cổng điện 12V nhé. Đây, cổng điện 12V này. Đó. Còn đây là phần chìa khóa của chiếc xe Soluto đây, chìa khóa đây. Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần hộp số này. Hộp số này, nó là hộp số tự động, số zig zag nhé, không phải hộp số thẳng như là các dòng xe khác. Hộp số là hộp số tự động 4 cấp nhé. Đấy. Nhìn nó viền xung quanh những mạ chrome nhìn rất là xịn sò đấy anh em ạ. Đây còn phanh tay nó là phanh cơ nhá. Phanh tay là phanh cơ đấy ạ. À, chiếc xe này sẽ không có tựa tay trung tâm đâu nhá, không có tựa tay trung tâm đâu ạ. Còn đây là giới thiệu cho anh em về phần các cái cửa gió về điều hòa này. Em đánh giá cửa gió điều hòa nó rất là đẹp nhá. Thiết kế rất đẹp đấy ạ. Đây cửa gió điều hòa này. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu bên trong xe này thì nó cơ bản thôi, nó không có chế độ chống chói hay có la bàn thì sẽ không có nhá. Còn đây là phần trần xe, đèn trần này, nó cũng cơ bản thôi, nó sẽ có 3 chế độ là luôn đang đóng này, mở cửa từ sáng và luôn luôn sáng nhé. Đấy, trần xe của nó sẽ là màu ghi nhé, trần sẽ là màu ghi đấy ạ, trần phẳng, không có cửa sổ trời đâu ạ. Ok, giờ em sang hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em ạ. Đây là giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai của nó sẽ giống hàng ghế đầu tiên, ghế sẽ là được ghế da, sờ rất là mềm mại nhá. Đấy. Ở cái này thì nó sẽ không được có tựa tay trung tâm này. Ghế nó sẽ không được gập được 60-40 hoặc là gập 180, nó sẽ không gập được cố định luôn nhé. Đấy, giờ em đi sâu vào bên trong này. Đầu tiên cảm nhận của em này, em cao 1m80 nhé, mà em được thừa vẫn còn gần một găng tay đấy ạ, rất thoải mái luôn anh em ạ. Đây, hàng ghế thứ hai nó sẽ không có cửa gió này, chỗ này chỉ để là để nước, để chai nước thôi ạ. Đây, em sẽ quay cho anh em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên. Đây tổng quan về hàng ghế đầu tiên đấy ạ. Nếu ai là người khó tính hay người kỹ tính về những tính năng option của chiếc xe trị giá chỉ với hơn 400 triệu thì có nghĩa là em nghĩ là một chiếc xe Kia Soluto này khó lòng có thể làm anh em chê trách nó quá nhiều được. Thì tại sao anh em không gọi điện cho em đi ạ, để qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Đó. Ok, tiếp theo em sẽ sang phần động cơ để giới thiệu cho anh em về động cơ ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về động cơ nhá. Động cơ của chiếc xe này thì nó sử dụng động cơ đó chính là động cơ Kappa 1.4, tạo lên thương hiệu của dòng xe Kia rất là lâu nay rồi. Chiếc xe nhìn sẽ là tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều ạ. Và với công suất cực đại nó đang là 94 Nm trên cho 6.000 vòng trên phút ạ. Còn mô men xoắn cực đại nó đang là 132 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút nhé. Đó. Còn đây là chi tiết về bên trong này. Đầu tiên là nước rửa kính nhé. Động cơ của nó sẽ là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng ạ, 1, 2, 3 và 4 ạ. Cầu hút được để lên rất cao rồi. Acquy là acquy khô nhá. Và acquy rất là to đấy ạ. Còn đây là cầu trì. Còn cái màu vàng này đó chính là dầu phanh anh em ạ.
Ok, giờ em sẽ sang bên tổng thể giới thiệu cho anh em về tổng thể cũng như là tính năng an toàn của chiếc xe Kia Soluto bản Luxury. Thì em xin phép giới thiệu cho anh em. Ok, tiếp theo em giới thiệu cho anh em về tổng thể nhé. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho anh em rồi. Tiếp theo là những tính năng an toàn của chiếc xe Kia Soluto bản Luxury này. Có những tính năng an toàn như sau. Gồm có hệ thống phanh ABS này, cân bằng từ xe ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc này, phanh hỗ trợ phân bố được phanh điện tử EBD, và có dây đai an toàn này. Số túi khí thì bản này nó sẽ có là 2 túi khí nhé. Đấy. Có camera lùi này, cảm biến lùi này. Đó. Có rất nhiều tính năng an toàn đấy ạ. Có hệ thống mã hóa động cơ này. Đó. Chìa khóa điều khiển từ xa. Về phần màu sắc xe ấy, thì chiếc xe này sẽ là có 6 màu cho anh em lựa chọn nhé. Gồm có các cái màu như là màu đen như mình đang xem ạ, màu bạc, màu trắng, màu vàng, màu đỏ và màu xanh ạ. Tổng sẽ là có 6 màu để cho anh em lựa chọn nhé. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, cũng như là những tính năng option của chiếc xe Kia Soluto bản Luxury rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì vẫn bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Kia cũng như các hãng xe khác nhau như là Hyundai, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam, để cho anh em sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất mình mua chiếc xe này không, hay cần phải mua những bản cao cấp hơn. Thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.